Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nhá. Chào anh em game hiện tại chính mình đây, từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ, và video cho anh em xem video vẻ đầu video như subscribe và một subscriber cho nó phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi điểm qua sự kiện tuần mới anh em, điểm qua thông tin tương mới, skin tương mới và cùng nhau đi tham gia sự kiện săn hốt cốt quả tương mới. Mới là có hay không anh em, tôi chỉ dự báo thôi. Hiện tại thì Lamy đã ra mắt tướng mới rồi anh em, và vị tướng mới của chúng ta lần này là ở dạng bền bỉ các bạn. Vâng, một pha xử lý. Cái này thiên nhiên nó tính ra nó vẫn là lợi anh em, bởi vì các bạn sẽ được dồn tướng về một hệ và các bạn đập sẽ có tỷ lệ hơn, nhưng mà này nó hơi bị bách anh em, thật sự từ giờ dồn tướng về hệ nghe căng quá. Hôm nay tôi vừa làm thêm ít nhiệm vụ anh em, làm thêm ít nhiệm vụ ở chiến trường nên là cũng thu về thêm ít cây cương. Tối nay chúng ta có bữa cơm Sanji và cũng có tiệc Big Mom luôn, nói chung rất nhiều phần quà sự kiện hấp dẫn. Thôi không là dòng nên chúng ta cùng nhau điểm qua thôi nào. Tính ra chiều hôm qua có video về từng mới cho anh em rồi, nhưng mà hôm qua mãi game poke quá thì nghe quên mất anh em. Thôi đầu tiên anh em giới thiệu vị từng mới anh em, Sanji Hắc Ẩn đó, không phải để anh em chờ đợi lâu nên anh em. Sanji Hắc Ẩn dry suit mang lại cho Sanji năng lực đặc thù tuyệt vời, đồng thời cũng tăng cường toàn diện lực chiến đấu phòng ngự của anh, khả năng tàng hình, khả năng chặn đòn thông qua áo choàng, tốc độ vượt trội, năng lực các thứ anh em. Ok đây anh em, đâu sao lại hết của hệ minh mẫn à, hệ minh mẫn nghề xạ thủ. Ô thế sao lấy tôi để tí xem lại hình ảnh coi anh em, thế sao tôi vật check lại tôi bỏ đi anh em. À có bạn nha, để chào đón anh ba Sanji Hắc Ẩn thuyền trưởng, chúng ta nhanh tay tham gia sự kiện các bạn. Đấy, sự kiện truyền tin đàn mốc anh em, chúng ta có sự kiện săn cốt Sanji cái quả là server thì hai phần quà anh em, săn hai cốt tương mới anh em nhá. Ok, thời gian tham gia đến hết ngày 16 tháng 5 anh em, hôm nay 11, chúng ta có 5 ngày để tham gia, còn độ hôm nay 12 các bạn. Các bạn ai xem bài viết là dạng công khai comment để lại bình luận về tương mới kèm theo UDD nhận quà và tang hai người bạn, chờ ngày kết quả nhận quà thì chúng ta sẽ có quà tham gia UD, có nghĩa quà này quà cá nhân, có nghĩa anh em nào tham gia thì mới có, các bạn nào không tham gia để lại UD thì sẽ không có. Thì các bạn quà dành cho anh em comment sự kiện sẽ bao gồm có 2 Belly và 2 FP, 1 dương may mắn săn giết ở 3 ca đá cường hóa và 20 cốc bia vàng. Cũng được. Quà chung ALL server thì chúng ta có phần quà gửi đến các thuyền trưởng, nếu video này đạt được 6k like và 6k share thì kim sẽ đạt được 1k kim cương, 30 xu vòng quay siêu cấp, 30 thùng bia, 10 đấy lại 10 vé đánh boss ngọc anh em biết mà, một dương lính chủ mình sao. Nói chung là bao ngon anh em. Nói chung thì trước khi điểm qua thông tin tương mới anh em, like share thôi anh em, Nabi bảo like share các bạn phải tìm like share video rồi. Ok các bạn, sau đó thì vào phần comment bình luận về tướng anh ba mái đỉnh rồi, gắn thẻ hai người bạn vào anh em. Ok các bạn đấy, rồi anh em bắn thẻ hai người bạn vào và em đợi xíu nha, tôi xóa comment đi đã các bạn. Sai xíu anh em, quên. Tham chỉ anh em tham gia và mình còn tham gia sai anh em. Đầu tiên các bạn comment một câu bất kỳ, anh ba mái đỉnh UD anh em 1611568. Đó, sau đó thì comment tăng hai người bạn vào anh em. Rồi. Rồi bạn này đi khác đi. Rồi ok bạn đấy, nhớ kèm theo UD anh em nhé để nhận quà, và nhớ là UD à của bạn nhá. Có nghĩa là muốn nhận quà thì comment thì nhớ tham gia và để lại UD để nhận quà. Ok. Đây là thông tin về tương mới, tí tôi sẽ có video sẽ tí tiếp tục video phần sau, chúng ta sẽ review qua skin của anh ba. Tiếp theo là thông báo hệ thống bảo trì. À, rồi ok bạn. Đăng nhập mỗi ngày nhận săn gì hắc ẩn. Cái này vẫn phải làm thôi anh em, nói đâu nói. Chuỗi sự kiện tuần Sanji Hắc Ẩn anh em, chúng ta có thần toán tử, tiệc Big Mom và tiệc Sanji. Xem là có lạp quyền của boss không anh em. Chúng ta có mặc định anh em. Ủa mà này không có xu quay cao cấp à? Nó mấy tuần rồi mà chưa thấy xu quay cao cấp ra mắt mà. Chết dở, vẫn tuần này vẫn chưa có anh em. Đi ở chiều mộ anh em. Chúng ta có shop quả bốn lá nhé, 150 thùng bia nhặt liền tay rồi không phải lo nữa các bạn, ngon lành. Cửa hàng tín vật, có báo đang nhiều bắn bi rồi, linh chi triệu tập hải tạc truy lá. À có boss anh em, tuần này đúng như tôi dự đoán anh em, có boss luôn. Có chiêu mộ đặc biệt, tích lũy kim cương. À có tiêu đấy anh em, đó tuần này đúng như những gì tôi nói anh em. Ui 24 sự kiện luôn anh em, xu vòng quay siêu cấp này có luôn các bạn. Ừ
đầy và đủ luôn anh em nhá. Tuần này chúng ta rất nhiều cái để tham gia luôn. Đó, thức tỉnh Sanji gần không nói cho anh em. Tần Toán Tử không nói rồi anh em, có tiệc Sanji, tiệc Big Mom. Đó, đánh boss anh em. Rồi còn có cả su quay cao cấp, nói chung là quá tuyệt vời. Ok, 11 giờ trưa nay thì sẽ vào được game thì đấy tôi sẽ quay thêm. Ngoài ra cầm nhận từng SS Sanji hắc ẩn. Trên giao lối kỹ thuật từ bây giờ chúng ta sẽ điểm qua thông tin skin trước khi điểm qua chắc là ổn rồi anh em nhỉ. Nói chung sự kiện có bấy nhiêu thôi anh em, đâu nhớ tham gia nhé. Còn về sự kiện thì đợi 11 giờ trưa nay ra mắt chính thức rồi tôi sẽ vào chơi và trải nghiệm rõ ràng hơn cho anh em. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với phần bình luận về tướng mới anh em. Đấy, ở đây chúng ta khởi đầu video chúng ta một cái hình ảnh đó là triệu hồi. Thề tôi đợi cái tính năng triệu hồi này mãi luôn á, không biết bao giờ đập bia của chúng ta mới chuyển sang triệu hồi bằng hình ảnh như này nhỉ. Cái này phải yêu cầu Lami mới được. Bây giờ có hình ảnh này Lami nên bỏ ra triệu hồi bằng hình ảnh như này đẹp hơn các bạn, thay bằng mấy cái ô vuông nhỏ, nhỏ xíu à, ra nhìn luôn là 10 tấm này đẹp cực kỳ luôn á. Ok, đây các bạn ý này, cái này chắc là lỗi do hình ảnh nhà phát hành làm video thôi anh em. Đây không để bảo tôi bị mù anh em, nãy rõ ràng tôi đã xem trước khi tôi vào làm video, thế mà lúc nãy vào xem ở trong cái bài viết. Đây các bạn, ở trong bài viết về tướng mới thì chúng ta lại không phải như vậy anh em. Ở bài viết viết rất rõ ràng Sanji hắc ẩn hệ minh mẫn các bạn nhá, hệ minh mẫn anh em, nghề xạ thủ, hệ minh mẫn nghề xạ thủ. Còn ở đây thì lại là đấu sĩ và là ấy anh em. Cái này thì tất nhiên phải đợi 11 giờ trưa nay mới biết được thôi anh em. Tổng quát, thức tỉnh hỏa khí với những đòn đá được biết đến với khả năng tàng hình, khó chịu anh em, tốc độ vượt trội, trận đòn tạo lá chắn tuyệt vời. Quỷ cước lộ hỏa, Sanji hắc ẩn, ok, hình ảnh của anh ba phải nói tuyệt vời. Và đây chắc là hình ảnh về cái ảnh của anh ba rồi. Ulti anh em, ulti này tuyệt vời luôn. Chúng ta có quả ulti chúng ta đó là hắc hỏa cước, tấn công cả địch 3 lần, mỗi lần gây sát thương bằng 100% công cho mục tiêu. Cho mỗi mục tiêu anh em. Và có 75 xác suất tạo một tầng hắc hỏa lên chúng trong vòng 5 lượt, hắc hỏa giảm 99 khả năng hồi máu cuối lượt, gây sát thương trực tiếp bằng 500% công các bạn. Quầy lâu lắm rồi mình thấy tướng gây bắt sát thương bằng phần trăm công các bạn. Nói chung này khá là chill, nhìn công rất là chiến. Quả công ty đầu tiên là uy tín và chất lượng rồi anh em. Hắc hỏa cước đây, hình ảnh của anh ba ra trận anh em. À hệ minh mẫn chính xác các bạn này, đây hệ minh mẫn anh em. Vậy là chúng ta khẳng định rồi, anh ba là hệ minh mẫn các bạn nhé, chứ không phải là hệ ấy. Chắc lối do hình ảnh làm video thôi. Ừ chắc vậy, tin vậy thôi, biết sao giờ anh em. Ok, hình ảnh của anh ba chúng ta đây. Tiếp theo thì chúng ta có hai bộ skin tiếp theo, đó là bộ đồ đột kích tăng 100% công, 150 tốc độ, 50 lộ, 100 kháng xuyên thủ, 75 biến chống, 50 sát thương cuối đợt, 50 sát thương chí mạng. Đánh thường tấn công mục tiêu phía trước 3 lần, mỗi lần gây sát thương bằng 50% công và có 75 gây trọa khắc hỏa cho mục tiêu trong 3 lượt. Tiếp theo là tốc độ cực hạn trong 3 hiệp đầu trận đấu, tạo ấn hắc ẩn lên bản thân, hắc ẩn không thể bị chọn làm mục tiêu từ các đòn tấn công của kẻ địch, trừ các đòn đơn của mục tiêu. Hiệu quả này vô hiệu hóa nếu Sanji là người còn sống duy nhất của phe ta, hoặc là các thành viên cuối cùng phe có trạng thái này, hoặc các thành viên cùng phe có trạng thái này là sao? Hắc ẩn không bị chọn làm mục tiêu. Cái này nó hơi khó hiểu. Từ các đòn đánh tấn công của kẻ địch, cái này nó hơi khó hiểu một xíu anh em. Thật sự cái này thì chắc là phải bình luận, cái này phải tính toán lại, đợi tướng ra mắt test thêm thì mới biết thêm anh em. Ok, cuối cùng là áo choàng bảo vệ, mỗi đầu mỗi hiệp nhận một lá chắn hấp thụ sát thương bằng 1000% công kẻ địch. Mỗi khi tấn công trừ phe ta, từ phe ta, không bao gồm đánh thường, bao gồm đánh thường và lộ và bị động, có một thêm tầng hắc hỏa anh em. Đánh đầu mỗi hiệp nhận một lá chắn hấp thụ sát thương bằng 1000% công của kẻ địch, 1000% công kẻ địch mỗi khi bị tấn công từ phe ta là sao? Hấp thụ sát thương hả? Hề con tướng này chắc là vẫn phải đợi ra mắt test thêm thì mới biết được thêm thôi anh em. Sorry, hết rồi các bạn. Nói chung thì vẫn là vậy thôi anh em. Không, hiện tại thì chưa có thêm một nguồn thông tin này thôi, nhưng mà nhìn cái kin ulti của anh ba này trong chiến giả man nhờ, thề chị thật sự các bạn, ông nên ông đá này.
ở tranh tài tập trung lại được mấy tấm nhìn trong cũng khá là chiến anh em. Nói chung thì hiện tại thì chưa biết thế nào, nhưng mà khẳng định một điều là Sanji chúng ta là dòng minh bấn anh em nhé. Đó, chuẩn trăm trăm lên anh em minh bấn, chứ đâu ảnh này chắc là bị lag, Nami làm ảnh bị sai anh em. Đó, chắc đây là đấu xí ấy anh em, nhưng mà bảo là minh bấn, nói chung là tóm lại vẫn là minh bấn. Ok, đó là toàn bộ thông tin về tướng mới, các bạn thấy sao về vị tướng này, hãy tôi biết ý kiến các bạn ở phần comment. Và anh em cũng đừng quên qua fanpage để tham gia sự kiện truyền tin tướng mới anh em, và comment để lại UD để nhận thêm phần quà. Có hai quà gift code tướng mới Sanji Hắc Ẩn siêu ngon đang chờ đợi anh em, nhớ tham gia. Ok, video sáng nay thì tạm thời tôi cũng chỉ điểm qua thông tin sự kiện và check qua về skin thông tin tướng mới thế thôi. Còn video tạm thời tôi sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em ở trưa nay lúc 11 giờ khi game mở ra mắt thì tôi sẽ làm video sớm cho anh em. Bắt đầu giờ chiếu sự con clip thế nhá. Đừng quên đặt kênh một like và một subscribe của channel. Giờ thì bye bye, và cũng đừng quên nếu như các bạn có thắc mắc hoặc ý kiến gì nhớ để lại ý kiến của mình.